vợ chồng Tăng Thanh Hà thăm phố cổ Bồ Đào Nha. Tăng Thanh Hà cùng chồng dạo chơi trên con dốc của phố cổ Alfama và dừng chân tại một nhà hàng hơn 40 năm tuổi. Vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn thường hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch khi có thời gian rảnh. Từ đầu năm, gia đình nữ diễn viên cùng nhau đi nhiều quốc gia từ Á sang Âu như Pháp, Bồ Đào Nha, Nhật hay Philippines. Trong đó, chuyến đi Lisbon, Bồ Đào Nha gây ấn tượng sâu sắc với cô. Tăng Thanh Hà cho biết đây là lần đầu cô tới Lisbon và bất ngờ vì người dân thân thiện, đáng yêu. Khu vực phía ngoài trung tâm thành phố có nhiều địa điểm dễ thương. Vợ chồng cô ghé khu phố cổ Alfama, một trong những khu vực lâu đời nhất của Lisbon, ngập tràn các cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống và quán cà phê. Nơi đây gần lâu đài Sảo Jorge, công trình lịch sử được xây dựng từ thế kỷ 11. Ngay trong khu phố là nhiều công trình tiêu biểu, nhà thờ chính tòa, đền thờ quốc gia, nhà thờ Thánh Anthony, tượng Thánh Vincent bằng hoa cương trắng đặt tại quảng trường Santa Lucia. Du khách thường đón tàu số 28 chạy qua phố cổ Alfama. Đây là tuyến tàu điện cổ, thường sơn màu vàng, leo trên những con dốc lát đá, hai bên là các tòa nhà rực rỡ sắc màu của thành phố. Chuyến tàu trở thành hình ảnh đại diện, tiêu biểu cho du lịch Lisbon. Lisbon qua ống kính của Tăng Thanh Hà. Alfama là một làng chài nhỏ bé, lâu đời nằm ở ngoại ô thành phố, giữa đồi núi và đại dương, dưới chân lâu đài và nhìn ra cảng biển. Vào buổi tối, bạn có thể nghe thấy bản nhạc fado vang lên từ các nhà hàng lâu đời. Đây cũng chính là quê hương của dòng nhạc truyền thống với người Bồ Đào Nha, mang giai điệu u sầu đặc trưng, ra đời những năm 1820. Vợ chồng Tăng Thanh Hà dừng chân trước nhà hàng Faron de Santa Lucia trên những con dốc của phố cổ Alfama. Nhà hàng có không gian trong nhà và ngoài trời, nhưng du khách thích ngồi ở hiên nhà, bên sườn gốc ngắm nhìn đoàn tàu cổ, dãy phố xưa cũ và dòng người qua lại. Đây là một nhà hàng gia đình, khai trương từ năm 1973, đến nay tròn 40 tuổi. Thực đơn chủ yếu là các món truyền thống của người Bồ Đào Nha. Nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách bốn phương, tuyến tàu điện cổ số 28 dẫn du khách đến Graça, có thể dừng chân ngắm cảnh ở Miradouro da Graça. Bóng mát của nhà thờ và những cây thông cùng view đẹp ngoạn mục mang đến cho nơi này một cảm giác đặc biệt. Du khách thường ghé các quán cà phê hoặc ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Tagus từ trên cao.